Cầu thủ nội ấn tượng nhất vòng vừa rồi chắc chắn không ai khác ngoài Văn Thanh. Ba bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai đều có dấu giày của anh. Đầu tiên là cú sút phạt uy lực, sau đó là pha xử lý đẳng cấp, và cuối cùng là một đường chuyền kiến tạo thông minh châm ngòi cho bàn thứ ba.